90% phụ nữ ngoại tình về nhà sẽ dọn sạch bốn chỗ này. Kính thưa quý vị, lý do hai giới không chung thủy thường khác nhau, riêng phụ nữ thì chủ yếu do yếu tố tâm lý tình cảm. Người ta thường nói tới chuyện đàn ông ngoại tình. Trên thực tế, sau những nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Indiana đã rút ra kết luận rằng phụ nữ ngoại tình nhiều gần tương đương nam giới. Lý do hai giới không chung thủy thường khác nhau, riêng phụ nữ thì chủ yếu do yếu tố tâm lý tình cảm. Đàn ông ngoại tình thì thường chỉ ăn chơi qua đường, ham những thứ mới lạ. Còn khi người vợ ngoại tình thường có yếu tố tình cảm, do đó dễ phát hiện hơn. Ngoài ra, phụ nữ ngoại tình thường khó bị phát hiện hơn đàn ông. Theo các chuyên gia tâm lý, thì một người phụ nữ ngoại tình về nhà sẽ dọn sạch bốn chỗ này, đàn ông đặc biệt cần chú ý. Dọn sạch mọi dấu vết vụng trộm nhờ mỹ phẩm. Thông thường, đàn ông dễ bị vợ phát hiện ngoại tình bởi dấu vết của son môi trên áo hay mùi nước hoa lạ còn vương trên người. Còn đối với phụ nữ thì chuyện ấy có lợi thế hơn hẳn, bởi phụ nữ có rất nhiều phương tiện hỗ trợ giúp họ khử các dấu vết và mùi từ người đàn ông khác còn vương trên mình sau một cuộc tình chớp nhoáng giờ nghỉ trưa, chẳng hạn như kem dưỡng da, lotion dưỡng ẩm, nước hoa, vân vân. Vẻ bề ngoài sạch sẽ. Khác với những người vợ an phận và chỉ lựa chọn ăn mặc xuề xòa ở nhà, người phụ nữ ngoại tình lại có xu hướng thích diện đồ đẹp thường xuyên hơn. Một người phụ nữ có gia đình thường có tâm lý không quan tâm tới hình ảnh nhiều, chỉ hàng ngày quanh quẩn chăm sóc, nấu bữa ăn ngon cho chồng con, thậm chí là tiết kiệm tối đa chi tiêu để vun vén cho gia đình. Còn với phụ nữ ngoại tình thì ngược lại, họ luôn trau chuốt vẻ đẹp ngoại hình, luôn muốn bản thân trở nên hấp dẫn, gợi cảm hơn để thu hút người đàn ông ngoài chồng mình. Đây cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết rõ nhất bạn đời của mình có mối quan hệ ngoài luồng hay không. Dọn sạch dấu vết trên điện thoại bằng cách sử dụng nhiều số điện thoại giả. Đàn bà có tính cách kín đáo hơn đàn ông. Họ không muốn lan truyền những bí mật của mình cho người khác biết. Vì vậy mà họ thường lập ra những thông tin ảo để không ai biết được những điều mà họ làm. Thường thì họ sẽ sử dụng sim giác để liên lạc với bạn tình. Dọn sạch mọi đường công khai của tình nhân. Khi đàn ông ngoại tình, họ bị bạn tình đòi hỏi danh phận, tương lai. Thậm chí, nhiều cô nhân tình sẵn sàng tìm cách phá nát gia đình của người đàn ông, lật tẩy họ nếu không được đáp ứng. Thế nhưng, khi phụ nữ ngoại tình, người tình sẽ chủ động giúp họ giữ bí mật, không bao giờ chủ động liên lạc nếu không được sự đồng ý của người phụ nữ. Bởi ai cũng hiểu rằng, người đàn ông ngoại tình với phụ nữ có gia đình thì điều họ muốn nhất là dục vọng, chứ không phải một người vợ phản bội chồng. 10 dấu hiệu cho thấy phụ nữ có phúc dài nhờ tích đức ở tiền kiếp. Quý vị thân mến, một người phụ nữ nếu đã từng sống thiện lương, tu dưỡng trong tiền kiếp thì trong đời này sẽ có rất nhiều phúc báo và gặp nhiều may mắn. Liệu bạn có phải đã từng tu từ kiếp trước? Đều có những dấu hiệu sau, bạn chắc chắn tích đức từ tiền kiếp và được phúc báo. Cuộc đời có vay có trả, kiếp trước hành thiện tích đức, giúp đỡ người khác, kiếp này phúc dày, cho đời, cho mình, cho con cháu. Và kiếp này, nếu bạn có 10 dấu hiệu dưới đây thì chắc chắn kiếp trước bạn ăn ở có đức. Hãy xem bạn có những dấu hiệu này không nhé. 1. Đem lại điều may mắn cho người khác. Nếu nhiều người được hưởng may từ bạn, chứng tỏ bạn là người rất có phúc. Ví dụ như khi đi chợ, một hàng quán đang ế, bạn vừa xà vào có ý định mua gì đó thì rất nhiều khách khác ùa tới. Như vậy là bạn đã mang chút phúc của mình cho người chủ đó hưởng. Ai đó đang kém may giao du với bạn và đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang. 2. Luôn tay qua nạn khỏi. Nhiều lúc lẽ ra bạn sẽ bị một hạn nặng nào đó, nhưng không hiểu vì sao những người khác bị, còn bạn thì không. Ví dụ như trong một vụ tai nạn tập thể, nhiều người bị thương hoặc mất mạng,
nhưng bạn không hề hấn gì, dù đi trên cùng chuyến xe. Hay có dịch bệnh, gần như ai cũng mắc, bạn lại không sao. Bạn đang hưởng phúc nên được bảo hộ. 3. Lúc khó khăn luôn có lối thoát. Một người sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và nếu tìm được lối thoát nhanh chóng, như xuất hiện tình huống thuận lợi bất ngờ, hoặc có người tự xưng hỗ trợ, thì người đó chắc chắn có phúc nhờ tích đức từ tiền kiếp. 4. Làm gì cũng thành công. Bạn kinh doanh, làm việc công sở, hay làm bất cứ điều gì, đều tốt hơn những người khác. Ví dụ, ở cùng dãy phố kinh doanh một mặt hàng, bạn luôn đắt khách hơn cả, trong khi cả dãy phố kinh doanh đang ế ẩm, bạn vẫn bán hàng đều đều. Đơn giản là vì họ không có phúc tích từ tiền kiếp như bạn. 5. Bạn có nhiều bạn bè quý mến. Người có phúc cũng là người có nhiều bạn bè tốt với họ. Không phải ai cũng có được diễm phúc đó. Khi bạn gặp khó khăn, sẽ không ít người sẵn sàng ra tay tương trợ bạn. Đó là bởi phúc của bạn đem lại, chứ không phải ngẫu nhiên. 6. Bạn có được người vợ hay chồng lý tưởng. Một người có phúc nhờ tích đức sẽ là người gặp được ý trung nhân hết lòng vì họ. Nếu không có phúc, chắc chắn cô ấy hay là anh ấy sẽ không hết lòng yêu thương và chung thủy với bạn như vậy. Hãy cảm ơn vì mình đã tích đức từ tiền kiếp để kiếp này được may mắn hơn rất rất nhiều người. 7. Bạn có ngoại hình đẹp. Người có phúc thường được ban cho ngoại hình đẹp đẽ và cân đối. Không phải ai cũng may mắn sinh ra với khuôn mặt khả ái và thân hình quyến rũ. Hãy cảm ơn tiền kiếp của bạn. 8. Con cái bạn ngoan ngoãn, giỏi giang. Một người có phúc chắc chắn sẽ có được những đứa con ngoan và giỏi giang, có hiếu với cha mẹ. Không phải ai cũng có được cái phúc này, bạn hãy trân trọng. 9. Bạn là người tin vào nhân quả. Đây là điểm quan trọng đối với người có phúc báo. Người tin vào nhân quả sẽ sống lương thiện và hành xử đúng với đạo trời. Họ làm như thế càng tích thêm đức cho bản thân mà được phúc dày lộc lớn. 10. Bạn ít khi ốm đau. Người có phúc chắc chắn sẽ thọ dai và sức khỏe tốt hơn bình thường. Những bệnh vặt vãnh như ho hắng, cảm cúm hay ốm sốt không bao giờ chạm tới bạn được. Đơn giản vì phúc dày đức cao đã giúp bạn có được điều này. Nếu có những dấu hiệu này, bạn chắc chắn là người có phúc. Con cái, cha mẹ hay bạn bè của bạn nhờ đó sẽ được hưởng may mắn. Nhưng để phúc đó được bền, bạn càng phải sống tốt hơn, sống lương thiện, chân thật và khoan dung.